Chị xin chào cả nhà, chúc thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình nha. Và bây giờ thì Kim sẽ đi chợ, sẽ mua một ít trái cây. Tại vì do là hôm nay là từ ngày ăn cơm tới giờ không có trái cây, chỉ ăn da u thôi. Hôm nay thì Kim sẽ bổ sung thêm trái cây nữa. Rồi, bây giờ đi thôi. Đây, một hồi thì Kim cũng lôi bộ ra được tới đây rồi. Chuẩn bị tới chợ rồi, bây giờ mình đang đợi đèn đỏ. Đây, vì đèn đỏ cho nên Kim không có qua đường được, đợi một tí xíu. Rồi, đèn xanh, đi qua thôi. Kim đã đi ra tới chợ chỗ Chi Tông Si Chen rồi nè cả nhà. Đó, bên đây là Suwon Si Chen. Rồi, bây giờ ra được tới đây rồi. Đó. Quyết định là thôi đi vô nhà hàng mình ăn luôn nha. Rồi, bây giờ Kim đi vô thôi. Đó, Kim sẽ đi vô ăn món lòng heo. Đây, Kim vô quán thì Kim đã kêu rồi, xuân tây cúc là lòng heo á cả nhà. Xong rồi đó, người ta sẽ cho mình một cái hũ kim chi củ cải với lại kim chi cải thảo. Thì bây giờ mình sẽ gấp ra. Đây, người ta để cho sẵn mình cái dĩa với cái ly đầy đủ hết luôn. Bây giờ Kim sẽ gấp kim chi ra, gấp củ cải ra. Mình ăn bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu thôi. Mình ăn hết rồi mình hãy lấy nữa, mình đừng lấy nhiều quá lãng phí lắm. Tại vì làm kim chi cũng rất là cực luôn á cả nhà. Và kế tiếp thì Kim sẽ lấy kim chi củ cải. Kim chi củ cải cho nên là sẽ lấy nhiều một chút. Sẽ có 4 cái hũ gia vị cho mình nêm nè. Đó, ở đây là cái con mắm tép. Rồi kế tiếp nữa là ớt. Kế tiếp nữa là tiêu. Đó, rồi kế bên đây là ớt. Có 4 cái gia vị để cho mình nêm vào cái xun tay cúc mình ăn. Rất ra rồi đây nè, đỏ nó sôi bùng 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 luôn. Rồi kế bên là sẽ có một cái chén cơm nữa. Rồi Kim mời cả nhà mình ăn nha. Có dồi nè. Rồi miếng nè, với lại lỗ tai heo. Với lại tim gan phồi phẻo. Sẽ nêm vô đây một miếng mắm tép nha. Rồi, Kim sẽ bỏ thêm một miếng ớt đỏ này vô nữa. Kim cũng rất là thích ăn ớt xanh cho nên là sẽ thêm một miếng ớt xanh vô nữa. Rồi, sẽ trộn lên. Rất là ngon luôn. Rồi, Kim sẽ bỏ một miếng mắm tép lên. Và Kim sẽ bỏ một miếng này lên. Đó. Và một miếng kim chi nữa. Rồi, mời cả nhà nha. Bỏ một chút mắm tép vô, nó rất là mặn mặn và nó cay cay nữa, rất là ngon luôn.
Kim còn một cục nữa Kim sẽ ăn xong rồi Kim sẽ bỏ cơm vô luôn. Ở đây có cái trái sung rồi nè. À, có cái trái sung rồi. Và có trái nho nè. Nho xanh, nho đen. À, có trái đào rồi. Nhưng mà nó không ngon ha. Nhìn nó nhỏ nhỏ mà nó tái tái thì sao mọi người. Không ngon sao. Đây, ở đây người ta sẽ bán dưa hấu nè. Người ta bán cà rốt. Rất là đầy đủ luôn. Rất là nhiều loại rau củ quả. À, đây có bán trái chanh. Rất là chua, trái thanh long nè. Trời, nhớ Việt Nam á. Trái bơ, bơ này bơ nhập khẩu rồi. Kiwi. Chào, ông xin được nhận thêm cái gì cả đi, ông chú ơi, nhận thêm cái gì. Banana, banana, cái gì chưa? Kiwi, cái là cái trái lê. Kim sẽ mua chuối, mua trái kiwi nữa. Trái đào nó không ngon, nhìn nó tái me, tái mét rồi cả nhà, cho nên là Kim quyết định Kim sẽ không mua trái đào. Rồi, Kim lựa 5 trái này. Rất là ngon luôn. Trái đào nó mắc rồi cả nhà, nhưng mà nó không có ngon. Đây nè. Nhìn nó không có ngon gì hết trơn à. Trái sung, sung Mỹ. Nhưng mà nó không ngon cả nhà ơi, nó bị hư hết trơn rồi. Rồi, Kim đã quyết định mua trái kiwi với mua trái nho với lại trái chuối. Rồi xong, bây giờ Kim sẽ đi về thôi. Đó, mua 3 loại để dành ăn từ từ ở tủ lạnh. Đó, đây Kim mua trái chuối nè, trái nho với trái kiwi hồi nãy Kim lựa. Rồi bây giờ là đợi tính tiền xong rồi mình đi về. Đây, sau khi thì Kim mua sắm rồi nè. Ô nặng quá. Nó thấy nặng luôn. Nhiều luôn. Đó, trái nho, trái đào. Rồi đây Kim đi chợ mua sắm về rồi, bây giờ mình đi vô nhà nha. Xong rồi, xong rồi. Rồi đi vào nhà. Rồi, cả Kim đã mua sắm xong rồi, đến ở nhà rồi. Rồi đây Kim đã mua sắm đồ rất là nhiều luôn. Trái giả, trái cho nè, rồi trái chuối, trái kiwi. Đó, rất là nhiều luôn. Và thì tiếp theo Kim đi đâu và làm gì thì Kim sẽ quay cho cả nhà mình xem tiếp nữa nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.